Chỉ mất 60 phút di chuyển từ trung tâm hội nghị quốc gia thành phố Hà Nội đến quảng trường trung tâm thành phố Hòa Bình, những con đường mới được mở ra đã rút ngắn gần 1 giờ đồng hồ di chuyển từ Hòa Lạc đến Hòa Bình. Việc phát triển tuyến cao tốc Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên giống như một bước đột phá trong việc kết nối và rút ngắn khoảng cách giao thương giữa các khu vực. Hòa Bình trở thành cửa ngõ khu vực Tây Bắc. Chính những yếu tố này là động lực để Hòa Bình chào đón thêm các tập đoàn chủ đầu tư lớn đến với Hòa Bình. Điển hình trung tâm thương mại Vincom Hòa Bình, những khu đô thị cao cấp của các chủ đầu tư như FLC, TNT đang hiện ra như chứng minh sự phát triển vượt bậc của thành phố Hòa Bình trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước. Thành phố Hòa Bình có rất nhiều phong cảnh tráng lệ, dòng sông Đà đã đi vào thơ ca, hồ Hòa Bình như một vịnh Hạ Long trên núi, thung lũng du lịch Mai Châu thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch mỗi năm và những di tích lịch sử, cùng kho tàng di sản văn hóa đặc sắc của các tộc người. Đó là những điểm nổi bật để thành phố Hòa Bình trở thành miền đất hứa với tiềm năng phát triển kinh tế, thương mại, du lịch. Để Hòa Bình trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của Tây Bắc và vùng trung du miền núi Bắc Bộ, kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng đã xác định rõ mục tiêu cần đạt được trong những năm tới là cần tăng cường quảng bá, khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng du lịch nhằm khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống các dân tộc để phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình theo hướng chất lượng cao và bền vững. Tập trung thu hút các dự án đầu tư và khu du lịch Hồ Hòa Bình, phát triển khu du lịch Hồ Hòa Bình tương xứng với tiềm năng sẵn có. Việc Hòa Bình đang từng ngày thay da đổi thịt chính là một yếu tố khiến các doanh nghiệp khó có thể bỏ qua những cơ hội phát triển các dự án bất động sản trên miền đất hứa. Trong đó, công ty cổ phần Sudico Hòa Bình đã phát triển thành công khu đô thị Bắc Trần Hưng Đạo giai đoạn 1. Và để tiếp nối sự thành công trên mảnh đất đầy tiềm năng, Sudico Hòa Bình tiếp tục triển khai dự án mở rộng phía đông nam khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo với tên thương mại là Hòa Bình New City. Dự án có tổng diện tích là 25,4 ha với quy mô 300 lô đất liền kề và biệt thự, công viên, trường học, hồ điều hòa. Đây là dự án đất nền với hình thức sở hữu sổ đỏ lâu dài. Dự án có khu đất phân lô liền kề với đa dạng diện tích như 90m², 108m², 119,5m², 133,3m², 136m², 143,5m², 160m² và 247m². Khu biệt thự liền kề với các diện tích như 217m², 225m², 246,6m², 248m² và 269,5m². Hòa Bình New City sở hữu vị trí đắc địa có 102 khi lưng tựa núi và phía trước là quảng trường Hòa Bình. Dự án Hòa Bình New City là một mảnh đất phong thủy mang lại thịnh vượng và tài lộc. Từ dự án Hòa Bình New City có thể dễ dàng kết nối với các tiện ích trong khu vực như 1km đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1km đến trung tâm thương mại Vincom Hòa Bình, 800m đến chợ Phương Lâm, 600m đến sân vận động tỉnh Hòa Bình, 400m đến bến xe trung tâm thành phố Hòa Bình, 200m đến công viên Hòa Bình. Liền kề ngay quảng trường Hòa Bình và hệ thống trường học các cấp cũng chỉ cách 300m từ dự án. Khu đô thị Hòa Bình New City khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đồng thời tạo ra cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện sống cho nhân dân thành phố Hòa Bình. Dự án phù hợp với mục tiêu phát triển chung của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội khu vực. Trong tương lai gần, khi khu đô thị Hòa Bình New City hoàn thiện, chắc chắn sẽ là khu đô thị quyến rũ và tỏa sáng lung linh bên cạnh quảng trường sôi động. Thành phố Hòa Bình được điểm tô ngày càng tráng lệ và trong xanh hơn. Hòa Bình New City, nhịp sống mới, trung tâm phố cổ.